Konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật online của Sensei. Như vậy chúng ta chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi tháng 12 rồi. Không biết các bạn đã ôn tập thế nào? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chữa một đề thi mới nhất tính đến thời điểm hiện tại nhé. Đó là đề thi đọc hiểu tháng 7 năm 2023 vừa rồi. Tuy nhiên là đề thi rất dài cho nên là ở đây mình không thể chữa toàn bộ đề thi được. Mà trong video này mình sẽ chữa cho các bạn phần đoạn văn, môn đai số 10. Hy vọng là ở thời gian tới mình có nhiều thời gian hơn và sẽ chữa được cho bạn nhiều hơn. Đầu tiên này, chúng ta sẽ theo dõi. Môn đai 10 thì chúng ta có 5 bài đọc ngắn. 5 bài đọc ngắn này mỗi bài đọc sẽ có điểm số là khoảng 2 điểm. Và các bạn không nên dành quá nhiều thời gian để làm những cái câu hỏi này nhé. Các bạn không nên dành tận 5-6 phút để làm một câu. Các bạn chỉ được dành tối đa là 3 phút thôi. Bình thường sẽ là 2 phút cho một câu hỏi này. Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi này. Thì nếu như trước đây người ta sẽ hỏi rất là nhiều loại câu hỏi khác nhau ở trong cái phần bài đọc ngắn này, có thể là hỏi về phần gạch chân, hỏi về nguyên nhân, lý do, vân vân. Nhưng mà trong đề thi tháng 7 năm 2023 thì các câu này ngoài hai câu tìm thông tin ở trong bài đọc ngắn thì ba câu còn lại gần như là chúng ta sẽ phải đọc toàn bộ bài đọc, bởi vì là bài hỏi về nội dung tổng thể. Ví dụ chúng ta theo dõi bài đọc số 1 này. Bài đọc số 1 của người ta như sau này. Hisha no kangae ni ahu no wa dore ka? Đó là điều nào hợp với suy nghĩ của tác giả. Thì khi mà đã thấy cái dạng như thế này ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ chưa nắm được cái người ta nhấn trọng tâm vào đâu, đúng không? Toàn bộ cái phần viết sẽ là phần quan điểm của tác giả. Mặc dù là quan điểm của tác giả có thể là những cái biểu hiện thể hiện siêu chồ hiêu ghen, thể hiện cái điều người ta muốn nhấn mạnh. Thế nhưng mà bởi vì chúng ta sẽ cần phải đi tìm ở trên, cho nên là nếu gặp cái dạng bài là điều hợp với suy nghĩ của tác giả ấy, thì các bạn nên đọc trước cái phần nội dung nhá. Mà cái phần bài này nó cũng không quá khó đọc, hy vọng là các bạn sẽ đọc hiểu được và sẽ chọn được đáp án đúng. Thì bây giờ mình sẽ đọc và cùng dịch với mọi người này. Hajime kara aite ni kitai sukoto wo yamerarereba ikari mo iraira mo umarezu odayaka na kimochi de sugosu koto ga dekimasu. Thì ở đây nếu gọi là hai từ mới thì có từ odayaka. Từ này bình thường thì có nghĩa là bình an, yên ổn, điềm đạm. Nó nói về tính cách hoặc là cảm xúc của con người. Hoặc có thể dùng để nói về thời tiết hay là mặt biển êm ả chẳng hạn. Từ iraira có nghĩa là sốt ruột, nóng vội. Đấy, hoặc là khó chịu khi một sự việc gì đó chúng ta phải chờ đợi quá lâu. Thì cái câu đầu tiên này chúng ta sẽ ngắt vế ở chỗ thẻ bà này nhá. Đây. Không có gì rồi đúng không? Vế đầu tiên là gì đấy? Hajime kara là từ đầu. À, nếu ngay từ đầu chúng ta có thể từ bỏ, đúng nhỉ? Đấy, yameru là từ bỏ này. Nếu ngay từ đầu chúng ta có thể từ bỏ cái việc kỳ vọng vào đối phương, chúng ta có thể ngừng việc kỳ vọng vào người khác, thì kết quả là sao? Thì kết quả là này. Sugosu koto ga dekimasu. Sugosu có nghĩa là trải qua, dành thời gian, nhưng mà đây chúng ta chỉ dịch đơn giản là gì đấy, là sống nhá. Thì chúng ta có thể sống với một cái kimochi, một cái tâm trạng, một cái cảm xúc rất là nhẹ nhõm, bình yên đấy, mà không hề có những cái sự gọi là khó chịu, sốt ruột, mong ngóng hay là ikari. Ikari đây là tức giận, bực bội đấy. Thì câu đầu tiên người ta viết rất là dài, nhưng mà nếu tóm gọn lại là gì đấy, không kỳ vọng vào người khác ấy thì có thể sống một cách nhẹ nhõm. Đấy. Tiếp theo này, câu 2 này. Hito ni kitai shite iraira shinagara sugosu ka, doryoku shite kitai sukoto wo tebanashi, odayaka ni ikiru ka? Kore wa anata zisshin no koto nano de kontororu ga kano desu. Các bạn thấy câu khá là dài, thế nhưng mà nó có cái đây, nó ngắt ở những cái dấu phẩy. Thì khi mà làm bài đọc, khi mà thực hiện phần đọc ấy, các bạn hãy để ý những cái chỗ chứa dấu phẩy nhé. Có thể nó sẽ là phần ngăn cách câu. À, ở đây sẽ là cả sẽ là cái tình huống là đưa ra sự lựa chọn mang tính liệt kê đúng không? Thì chúng ta cùng xem hai cái lựa chọn đấy là gì này. Hito ni kitai shite có nghĩa là kỳ vọng của người khác. Ira ira shinagara sugosu. À, câu này có nghĩa là gì đấy? À, sống đúng không? Sống trong cái sự gọi là khó chịu, sống trong cái sự gọi là mong ngóng bởi vì kỳ vọng của người khác. Đấy, đây là lựa chọn 1 nhá. Lựa chọn 2 là gì đây? Lựa chọn 2 là sống trong sự bình yên, đúng không? Sống trong sự nhẹ nhõm khi chúng ta
Tebanasu này có nghĩa là buông bỏ. Nó giống cái từ yameru ở trên đây này. Khi chúng ta buông bỏ được cái sự kỳ vọng của người khác, đấy, chúng ta cố gắng buông bỏ sự kỳ vọng của người khác, thì これはあなた自身のことなので, thì bởi vì ấy, đây là cái chuyện của chính bản thân bạn. Đây có từ chỉ thị これ này. Đây, これ là cái gì? これ chính là việc gì đây? Lựa chọn cách sống mà người ta đề cập đến ở đây nhá. Lựa chọn cách sống này là việc của chính bạn và bạn hoàn toàn có thể control là control đấy đúng nhỉ? Có nghĩa là điều khiển, điều chỉnh, đấy, chế ngự, lựa chọn. Thì cái câu thứ hai nó tương đối là dài, nó gần hai dòng nhưng chúng ta có thể tóm tắt lại là gì đấy? Cách sống là do chính chúng ta chọn đúng không? Đấy. Tiếp theo nhá. Kitai shinai というと、なんだか寂しいことを言っているように思う方もいるかもしれませんが、そうではありません。À, khi mà nhắc đến đúng nhỉ, ngữ pháp tối ưu tốt là hễ mà khi mà khi mà nhắc đến cái câu cái cụm từ gọi là không kỳ vọng ấy thì có lẽ kamoshiremasen là có lẽ nhá, thì có lẽ sẽ có những vự người kata đây là trang trọng của Hito. Khi nhắc đến cái cụm từ gọi là không kỳ vọng nữa ấy, thì có lẽ sẽ có những người nghĩ là hình như là đang nói một điều gì đó có vẻ buồn buồn, hơi buồn. Chúng ta cứ hình dung là khi mà chúng ta được một ai đó, bị một ai đó nói là người ta không còn kỳ vọng vào chúng ta nữa, đúng không? Thì chúng ta sẽ có cảm giác là nó hơi buồn buồn gì đó. Ý câu này là như vậy này. Đấy. Thế nhưng các bạn quan sát có từ ga là từ chuyển mạch này. Sode wa arimasen. Thế nhưng theo quan điểm của tác giả ấy, thì lại không phải là như vậy đâu. Đấy, có nghĩa là gì đấy? Cái việc không kỳ vọng, đấy, nó không mang màu sắc tiêu cực như chúng ta vẫn nghĩ. Tiếp theo câu cuối cùng này. Ô cu no bai, shui no kankyo ya ningen to yu no wa, jibun jishin ga kawaru koto de, omoshiroi hodo henka shimasu. À, đây là to yu no wa, đây là đưa ra một cái gì nhỉ, một cái thuật ngữ nhá. Trong nhiều trường hợp ấy, thì những cái như là con người hay là môi trường sống xung quanh ấy, đấy, nó sẽ thay đổi đến mức, hồi đầu đây là đến mức đúng nhỉ, đến mức thú vị, đến mức đáng ngạc nhiên khi chúng ta thay đổi bằng việc chúng ta thay đổi. Có nghĩa là gì? À, đời thay đổi, người thay đổi, môi trường, hoàn cảnh thay đổi khi chúng ta thay đổi. Thì đấy là toàn bộ nội dung của cái bài này. Thì thực ra cái bài này nó không hề khó đọc. Khi đọc các bạn cố gắng đọc thật chính xác và nắm được cái ý chốt của từng cái câu văn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xem các phương án này. Đầu tiên, câu số 1 nhá. 自分が変われば相手も期待通りに変わってくれる。Đó là nếu như bản thân thay đổi thì đối phương cũng sẽ thay đổi đúng theo kỳ vọng của mình. Câu này là câu sai đúng không? Bởi vì sao? Người ta bảo cả cái bài này trọng tâm vào việc gì? Trọng tâm vào việc từ bỏ cái việc kỳ vọng người khác đúng không? Đây, người ta nói rất nhiều đến cái việc từ bỏ kỳ vọng này. Đấy. Cho nên bảo là đối phương sẽ thay đổi theo đúng kỳ vọng là sai nhá. Nếu chúng ta thay đổi, đối phương cũng có thể thay đổi thì đúng. Thế nhưng mà lại theo đúng kỳ vọng của chúng ta thì lại không đúng mất rồi. Đấy, nó sai ở cái chỗ này, sai ở cái chỗ gọi là kitai dori ni. Còn nếu như đối phương thay đổi, nếu như bản thân mình thay đổi mà đối phương có thể thay đổi thì nó là nội dung câu cuối. Nhưng cái sai ở đây là kitai dori ni, thì khi làm các bạn hãy tìm được cái chỗ mà người ta viết sai. Tiếp theo câu số 2 này. Jibun wo kontororu dekireba aite mo kaerareru. Đó là nếu có thể gì nhỉ, kiểm soát bản thân thì đối phương thì cũng có thể thay đổi được đối phương. À, câu này là câu sai đúng không? Tương tự nó không phải nói đến việc gì đây nhỉ, thay đổi người khác, mà đây là gì đấy, thay đổi chính mình cơ. Nó là thay đổi chính mình chứ cũng phải là kiểm soát chính mình, nên là câu 2 cũng không chính xác nhá. Câu số 3 này. Odayakana kimochi de sessureba aite to ii kanken ga kizukeru. Ở đây từ sessuru có nghĩa là tiếp xúc, giao lưu, giao tiếp, kết nối. Kizuku là xây dựng. Nếu như chúng ta tiếp xúc với đối phương bằng một cái cảm xúc nhẹ nhàng, đấy, thì chúng ta có thể xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với đối phương. Đây là câu chắc chắn là sai đúng không? Bài này không nói về việc chúng ta nên tiếp xúc với người khác như thế nào, đúng nhỉ? Cả cả cái bài này nhấn mạnh việc là hãy từ bỏ việc kỳ vọng của người khác, đúng không?
Thực ra có thể hiểu là đừng quá kỳ vọng người khác chứ không phải là bỏ hoàn toàn. Đấy. Câu 4. Đương nhiên là 1, 2, 3 sai thì sẽ còn 4 thôi, đúng nhỉ? Aite ni kitai shinakereba odayaka na kimochi de irareru. Đó là nếu chúng ta không kỳ vọng vào đối phương ấy thì chúng ta có thể sống với một cảm xúc rất là nhẹ nhõm. À đúng, của chúng ta sẽ là yonban, đáp án số 4 như các bạn nha. Như vậy là chúng ta sẽ thực hiện cách thức là gì? Thứ nhất loại trừ, thứ hai là xem cái nội dung nó phù hợp, đúng nhỉ? Nào, thực ra cái đáp án số 4 ấy nó nằm ở chính câu đầu tiên, đúng không? Không kỳ vọng vào người khác chính là từ bỏ việc kỳ vọng này và gì nhỉ? Và sống với một cái cảm xúc nhẹ nhõm thì ở đây người ta có nói luôn rồi. Odayaka na kimochi de sugosu koto ga dekimasu. Đấy, các bạn lưu ý nhá. Thì với cái bài này ấy, nhiều bạn sẽ bảo là em đọc câu đầu tiên xong em nhìn câu hỏi em thấy là nó trùng khớp, em chọn được luôn 4, đỡ mất thời gian. Nhưng mà chúng ta đâu biết là bài này nó ngẫu nhiên là như vậy thôi, đâu phải bài nào cũng được như thế. Nên là các bạn hãy lưu ý với những cái bài như thế này thì mọi người tốt nhất là nên đọc lướt qua một lượt nhá. Tiếp theo chúng ta sang bài thứ hai. Bài thứ hai là một bài dạng thức là tìm thông tin. Tìm thông tin ở đây là tìm thông tin trong văn bản ngắn chứ không phải là tìm thông tin ở modal 14 nhá. Thì với dạng bài này ấy, chúng ta sẽ có thể làm nhanh được. Mọi người theo dõi này, ví dụ này. Câu hỏi của người ta như sau này. Kono meru de tsutaetai koto wa nanika? Đó là điều người ta muốn truyền tải qua cái email này là gì? Thì thông thường những câu hỏi dạng này ấy, đấy, điều muốn truyền tải qua một cái email, qua một cái bảng thông báo, thông thường sẽ được thể hiện ở đâu? Ở phần trung tâm của cái email đó và thể hiện bằng những cái câu diễn tả sự kêu gọi. Đấy, diễn tả mong muốn, nguyện vọng, đúng không? Thì các bạn hãy nhìn qua cái văn bản này, đúng không? Các bạn sẽ thấy ngay cái câu đấy nó ở đâu, đúng nhỉ? Đây, để nắm được cái đặc điểm nhé, thì các bạn hãy nhìn cái phần đuôi câu. Đấy, thì các bạn thấy có cái câu này này. Đây, các bạn thấy chưa? Nó có cụm từ là Kaiho shite itadakenai desho ka. Te itadakenai desho ka có nghĩa là mình đang mong người khác làm về cho mình, đúng không? Thì đây chính là điều mà người ta mong muốn nhất. Vậy chúng ta sẽ xem cái câu này là gì nhá. Sonotame hiruyasumi no aida wa kaigishitsu wo kaiho shite itadakenai desho ka. Ở đây chúng ta có từ kaiho các bạn ạ. Đây là chữ Hán là khai phóng, có nghĩa là mở ra, đúng nhỉ? Mở ra và để đó, mở ra để cho mọi người có thể tự do ra vào. Đấy, thì câu này bảo là vì vậy thì liệu rằng các vị, đây đây là một người gì nhỉ? Đây là một người nhân viên khác gửi cho một cái đơn vị là Somuka, là phòng hành chính tổng hợp đấy. Vì vậy liệu quý vị có thể, liệu các ngài có thể mở cái phòng họp ra, đúng không? Trong thời gian nghỉ trưa được không? Vậy thì nó phải liên quan đến cái gì đây? Nó phải liên quan đến việc mở phòng họp, đúng nhỉ? Chúng ta một câu như này chưa chắc là chúng ta đã chọn được ngay đâu. Chúng ta sẽ nên đọc thêm đằng sau nhé, đằng sau nó có một biểu hiện là tô mồi ma sự này. Đây. So sureba yori oku no hito ga soko de kyūkei dekiru you ni naru to omoimasu. À, tôi nghĩ là nếu làm vậy. Nếu làm vậy là làm gì? Nếu làm vậy ở đây chính là nếu mở cái phòng họp, đúng nhỉ? Đấy. Nếu như mở phòng họp ra ấy thì nhiều người hơn có thể nghỉ ngơi ở đó. Soko đúng không? Từ chỉ thị tiếp. Từ này có nghĩa là cái phòng họp. Đây. Như vậy là từ hai cái câu này ấy, là chúng ta đã có thể biết được người ta muốn là cái người phụ trách hãy mở phòng họp để nhiều người nghỉ ngơi được tại đó nhé. Đấy, mọi người chưa cần đọc những cái nội dung trên. Nếu như ít thời gian thì mọi người sẽ xem đáp án nào nó gần giống nha. Ví dụ này, câu 1 này. Kaigishitsu no teburu to isu wo motto fuyashite hoshi. Đó là mong muốn hãy tăng nhiều hơn nữa cái bàn và ghế trong phòng họp. Cái này là sai, đúng nhỉ? Đoạn mà chúng ta tìm hiểu ấy, nó không hề có chỗ nào nói đến tăng bàn và ghế trong phòng họp, là chúng ta loại cái này. Câu 2. Các bạn nhìn 2, 3 với 4 nhá. Hiruyasumi ni wa và Hiruyasumi igai ni mo. Đấy, các bạn thấy ở đây này. Nó bảo là Hiruyasumi no aida có nghĩa là trong thời gian nghỉ trưa. Vậy là chỉ giới hạn trong cái thời gian nghỉ trưa này thôi. Mà câu 4 ấy nó lại bảo là Hiruyasumi igai ni mo, tức là kể cả ngoài thời gian nghỉ trưa, có nghĩa là những cái lúc khác nữa, những lúc thậm chí trong giờ làm việc.
2 là sai chắc chắn đúng không? Chúng ta sẽ loại trừ nó này. Vậy còn 2 với 3 thôi. Chúng ta xem cái nào là gần sát với ý kia nhá. Câu 2 là Hiruyasumi ni kaigi shitsu wo kyuukei shitsu toshite tsukaeru you ni shite hoshii, đó là mong muốn. Đấy, hãy tạo điều kiện để có thể sử dụng cái phòng họp như là phòng nghỉ vào giờ nghỉ trưa. À, rõ ràng chúng ta thấy là nó trùng khớp rồi đúng không? Hãy mở cái phòng họp ra này để mọi người có thể nghỉ ngơi ở đó. Vậy là hai có vẻ là sát với cái nội dung mà chúng ta vừa tìm đúng không nhỉ? Nhưng mà nếu mà chưa tự tin, mọi người hãy đọc tiếp câu 3 nhé. Hiruyasumi wa chūshoku wo toru hito ni kyūgei shitsu wo yūsen shite tsukawasete hoshii. Ở đây nó không xuất hiện từ phòng họp là chúng ta đã thấy sai sai rồi đúng không? Trọng tâm vào phòng họp mà đây lại bảo là phòng nghỉ. À, đó là gì đây? Đó là mong muốn. Đây là các bạn thấy là thể sai khiến nhá. Cho đối tượng nào này? Mong muốn này, hãy gì đây? Hãy cho những người ăn trưa đấy, được ưu tiên sử dụng. Ưu tiên là ưu tiên, được ưu tiên sử dụng phòng nghỉ trong giờ nghỉ trưa. Đây là điều sai, không có ưu tiên đối tượng nào hết. Vậy là chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là hai. Thì đó là cách làm nhanh của bài này, chúng ta chỉ cần đọc hai câu chốt thôi. Đấy. Còn tất nhiên nếu mà chúng ta đọc hết thì chúng ta sẽ hiểu được toàn bộ nội dung, nhưng mà nếu mà phần thi nó đề thi nó không không đề thi nó rất là dài và các bạn chưa có nhiều cái thời gian, chưa có nhiều kinh nghiệm thì các bạn sẽ mất nhiều thời gian để các bạn làm việc đấy đấy, thì tùy các bạn lựa chọn cách thức cho phù hợp với bản thân mình hiện tại nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xem đọc lại một lượt toàn bộ cái văn bản này xem người ta nói gì này. Ikawa aru kaisha no shaiin ga somu ka ni okutta mail de aru. Dưới đây là một cái email mà nhân viên của một công ty nọ đã gửi đến phòng hành chính tổng hợp. Somuka là phòng hành chính tổng hợp, phòng tổng vụ đấy. Somuka wo tanto sha sama, kính gửi ngài phụ trách phòng hành chính tổng hợp. Kyuukei shitsu ni tsuite onegai ga atte mail itashimashita. Có nghĩa là tôi có một cái đề nghị đấy, về cái phòng nghỉ cho nên tôi đã viết cái mail này, tôi đã soạn cái mail này. Yori oku no hito ga kyuukei shitsu wo riyou dekiru you ni senjitsu テーブルと椅子を増やしていただきましたが、まだ昼食時に多くの人が利用できず、不便を感じています。Cái đoạn này người ta chỉ nói về cái hiện trạng thôi các bạn nhé. Cái tình huống, cái vấn đề là gì? À, để gì đây? Để nhiều người hơn nữa có thể sử dụng cái phòng nghỉ ấy. Thì sao? Thì te itadaku này có nghĩa là thì chúng tôi đã được quý vị làm cho điều đấy. Thì chúng tôi đã được quý ngài đấy, chúng tôi đã được tăng cường cái số lượng bàn với ghế từ mấy hôm trước rồi. Có nghĩa là trong cái phòng nghỉ này đấy, có thể ban đầu nó hơi ít bàn ghế và để cho nhiều người nghỉ ngơi được trong đấy thì người ta đã tăng bàn ghế lên rồi. Nhưng mà từ chuyển mạch là gà này. Thế nhưng mà một thực tế diễn ra ấy là trong giờ ăn trưa vẫn có rất nhiều người không sử dụng được cái phòng nghỉ này. Đúng nhỉ? Có nghĩa là cái phòng có thể nó hơi nhỏ và nhiều người quá nên là nhiều người không được sử dụng cái phòng này nhá. Và tôi cảm thấy khá là bất tiện. Vì thế, đấy, liệu rằng có thể mở cái phòng họp trong thời gian nghỉ trưa được không? Nếu làm vậy thì mọi người có thể nghỉ ngơi tại cái phòng họp này. Vô kento onegai itashimasu. Có nghĩa là rất là mong cân nhắc, rất là mong phòng hành chính tổng hợp cân nhắc đúng không? Dai Egyo Bu Dai Ichi Group Otsuki Tomoya đúng nhỉ, là gì nhỉ? Tomoyo chứ. Nhóm 1 phòng kinh doanh tên là Otsuki Tomoyo. Đây là người viết cái email này nhá. Thì tên người viết các thứ chúng ta cũng không cần quan tâm lắm. Đấy, các bạn lựa chọn đáp án đúng là hai, chưa? Như vậy là chúng ta sẽ chọn nhanh được bài số 2 là như vậy. Tiếp theo chúng ta sang bài thứ ba này. Bài thứ ba là một bài tiếp tục là một bài essay, có thể nói là một bài viết bài luận luận văn ngắn. Mọi người theo dõi câu hỏi nhá. Vẫn thế này, Seibutsu nitsuite Hisha no kangai ni au no wa dore ka, là gì đấy? Là về các loài sinh vật ấy
thì điều hợp với suy nghĩ của tác giả là gì? Thì cả cái bài này nói về các loài sinh vật, cho nên chúng ta sẽ không thể nào mà chọn nhanh được, nó không có một cái hint tội nào để chúng ta chọn ngay được, thì cũng bắt buộc là chúng ta sẽ phải làm sao, chúng ta sẽ phải đọc nội dung của nó, đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ cùng xem cái bài này người ta viết cái gì nhá các bạn nhá. Jōken ga chigaeba ba shōsha ga haisha ni nari haisha ga shōsha ni naru no ga shizen no seibutsu shakai desu. Câu đầu tiên là gì đây? Các bạn lưu ý này, có cái từ no đây. Từ no này nó sẽ thay thế cho một cái từ ở đằng sau. Muốn biết nó là gì chúng ta sẽ phải nhìn cái phần đuôi. Thì ở đây chúng ta thấy có từ xạ cai. Vậy thì cái từ no ở đây ấy, nó chính là từ xạ cai. Đấy. Xạ cai nhá. À vậy câu này là gì đây? Cái xã hội mà khi điều kiện thay đổi, đúng không? Cái xã hội mà khi điều kiện thay đổi thì người chiến thắng trở thành kẻ thất bại, đúng nhỉ? Và kẻ thất bại trở thành người chiến thắng. Đấy, cái xã hội có cái điều này xảy ra ấy là xã hội của các loài sinh vật trong tự nhiên. Được chưa? Thì cái câu này có nghĩa là gì? À, xã hội của các loài sinh vật trong tự nhiên là xã hội mà sinh vật nào cũng có thể trở thành kẻ chiến thắng và thất bại. Dono seibutsu mo subete no kankyō jōken de kyōsō no shōsha ni naru koto wa dekimasen. Ở đây có một vài từ này, chúng ta thấy có từ đầu tiên là từ kankyō jōken. Kankyō jōken có nghĩa là cái điều kiện, môi trường. Đấy. Kyōsō ở đây là cạnh tranh. Thì ở đây người ta nói nhá, Dono seibutsu mo koto wa dekimasen, có nghĩa là không có một cái loài sinh vật nào đấy có thể làm được cái điều này, chưa? Không có một sinh vật nào ấy có thể trở thành xô xạ, thành kẻ thắng cuộc trong cuộc cạnh tranh ở tất cả mọi điều kiện môi trường. Có nghĩa là không có một sinh vật nào là tuyệt đối, không có một sinh vật nào là có thể thắng cuộc trong mọi cuộc cạnh tranh ở mọi điều kiện. Là câu thứ hai này. Câu thứ ba. 生態学の研究が示すのは多様な環境の重要性です。Đây có từ no tiếp này. À, cái gì nhỉ? Cái điều mà nghiên cứu sinh thái học chỉ ra ấy, đấy, là gì? Là cái tính quan trọng, là cái tầm quan trọng của môi trường sống đa dạng. Rồi, như vậy là chúng ta thấy rằng là gì đây nhỉ? Bắt đầu nó xuất hiện cái cụm từ gọi là môi trường sống đa dạng nhá. Đấy. Môn sinh thái học người ta đang nghiên cứu về môi trường sống đa dạng và người ta cho rằng nó rất quan trọng. Sinh vật là kiêu số ngã được cô tổ đệ tha yêu na căng kiều nô na cả nhị chỉ vừa nhị tịch kỳ sĩ căng kiều mít kê được cô tổ gà đề kỳ mát là gì đây nhỉ? Các loài sinh vật này thì sao? Các loài sinh vật thì cô tổ đệ là bằng với lại niote là nhờ bằng. Các loài sinh vật ấy thì bằng việc có cạnh tranh, bằng việc có cạnh tranh nó sẽ làm sao đây? Nó sẽ có thể tìm ra được một cái môi trường phù hợp với bản thân nó trong số nhiều môi trường khác nhau. Đấy. Như vậy, cái đoạn dài dài đầu tiên này nó nói gì nhỉ? Môi trường sống đa dạng, đúng không? Các loài sinh vật sẽ tìm ra môi trường phù hợp với mình trong nhiều môi trường đa dạng khác nhau. Không có một cái sinh vật nào là tuyệt đối thắng, tuyệt đối thua. Tiếp theo này. Kyōsō wa haisha wo haijō suru prosesu dewa naku, tha yō na kankyō no naka ni sore zore no seibutsu no ibasho wo tsukuri dasu prosesu to itte mo yoi kamo shiremasen. Một câu cũng tương đối là dài đúng không? Các bạn thấy là có từ hai dồ ở đây, hắn tự là chữ bài và chữ trừ nhá. Bài trừ có nghĩa là loại bỏ, loại trừ này. Process ở đây có nghĩa là quá trình. Đấy. Từ Ibasho ở đây là chỗ đứng hoặc là chỗ ở, nơi ở. Vậy thì câu này là câu gì? Câu này là câu khẳng định lại thế nào là cạnh tranh, đúng không? Cạnh tranh ấy, nó này, đều ở là người ta phủ định cái phía về trước. Cạnh tranh nó không phải là một quá trình mà loại bỏ những kẻ thua cuộc, đúng không? Đấy, nó không phải là loại bỏ những kẻ thua cuộc, mà có lẽ làm sao đây? Tôi tế mô yoi, nó chính là tôi tế mô y, tôi yeru.
mà có lẽ có thể nói rằng nó là một quá trình Skridas là tạo ra nhé, nó là một quá trình tạo ra cái chỗ đứng đấy của các loài sinh vật trong các môi trường sống đa dạng, có nghĩa là cạnh tranh có thắng có thua đúng nhỉ, và kể cả có thua đi chăng nữa ấy, thì nó không phải là loại trừ những cái thua đó, những cái người thua cuộc đó, kẻ thua cuộc đó, mà là gì đấy, mà là tìm cho những kẻ thua cuộc này một cái môi trường sống phù hợp với nó. Thì đây là toàn bộ nội dung của cái bài này. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái nội dung nào là phù hợp nhá. Đây, các bạn theo dõi này. Câu 1 này. ある環境で競争に負けても自分に合った別の環境で生き残れる。Đó là sinh vật ấy dù có thua cuộc, đúng nhỉ? Dù có thua cuộc trong cuộc cạnh tranh ở một cái môi trường nào đó thì nó vẫn có thể sống sót ở một cái môi trường khác phù hợp với bản thân nó. Ý này có vẻ là thấy đúng 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 không? Bởi vì là nó trùng khớp với những gì mà chúng ta vừa tìm hiểu ở phía trên. Nhưng mà nếu các bạn chưa tự tin thì các bạn cứ để đấy nhá. Các bạn đi thi mà các bạn chưa tự tin lắm, các bạn cứ để dấu hỏi ở đây. Thì chúng ta quay lại tiếp. Câu 2 này. Tha yô na kan kyo no naka de mizukara o henka sase nakereba kyoso ni katenai. Mizukara đây chính là gì bưng, là bản thân. Nếu như không làm thay đổi bản thân ở trong các môi trường sống đa dạng khác nhau ấy thì sẽ không thể nào thắng được trong cuộc cạnh tranh. Đây là điều sai bởi vì bài này không nói về việc gì đấy thay đổi bản thân đúng nhỉ. Đây, chúng ta sẽ loại trừ nó nha. Tiếp theo câu số 3. Kyosho ni maketa seibutsu wa basho o kaezu ni soko de ikirareru you ni henka suru. Là các loài sinh vật mà thua cuộc trong cuộc cạnh tranh ấy thì nó sẽ thay đổi để có thể sống tại đó, sống luôn tại đó, sống ngay tại đó mà không phải thay đổi cái basho, cái vị trí của nó. Đây là sai đúng không? Rõ ràng là đoạn cuối nó bảo là gì đây? Bọn này nó sẽ cần phải tìm ra môi trường phù hợp với nó, đúng nhỉ? Cho nên là bảo là không thay đổi cái basho là sai nhá. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là câu số 3 là sai hai ý. Thứ nhất là cái sự thay đổi của các loài sinh vật thua cuộc, thứ hai là không thay đổi vị trí là sai này. Câu số 4 này. Kyosho ni katanakereba subete no kankyo joken de ikinokurenai. Nếu như không thắng ở trong cuộc cạnh tranh thì không thể sống sót ở trong tất cả các điều kiện môi trường. Điều này là sai đúng không? Dù có thắng đi chăng nữa cũng không thể nào mà có thể gì nhỉ? Xin lỗi, không phải là cái việc mà trong các điều kiện môi trường ấy, người ta không nói đến việc là tồn tại hay không, mà người ta nói là không có một loài sinh vật nào có thể gì đấy, không có một loài sinh vật nào có thể chiến thắng được ở mọi cái điều kiện môi trường như vậy. Đấy, cho nên ý này là cũng là sai nhá. Chưa? Chúng ta sẽ không lựa chọn đáp án số 4, vậy thì chỉ còn lại một thôi. Một sẽ là đáp án chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại nội dung của cái câu 1 này. Câu 1 người ta nói là dù có thua trong cuộc cạnh tranh thì các loài sinh vật vẫn có thể sống ở một môi trường khác phù hợp với nó. Thì mọi người sẽ theo dõi cái nội dung ở đây. Người ta nói là gì đấy? Sinh vật ấy nó sẽ tìm cho nó đúng không? Một cái môi trường phù hợp. Đúng nhỉ? Và cạnh tranh nó không phải là loại trừ những kẻ thua cuộc. Đấy, mà là gì? Mà là tìm ra được cái nơi ở mới phù hợp với nó trong số các môi trường đa dạng. Thì kết hợp lại nhá, nó chính là cái ý của câu 1, đáp án số 1. Tiếp theo chúng ta sang bài đọc số 4 này. Đây là một bài về tìm thông tin trong đoạn văn ngắn. Các bạn theo dõi câu hỏi này. このメールで店員が問い合わせていることは何か? Đó là gì đây? Qua email này ấy, thì nhân viên họ đang liên hệ việc gì? Đúng nhỉ? Thì tương tự như cái phần mà chúng ta làm ở câu số 2 vừa nãy. Với những bài này các bạn hãy để ý những câu diễn tả gì, lời khuyên, yêu cầu, đề nghị các bạn nhé. Đấy. Thì các bạn theo dõi này, các bạn thứ nhất, các bạn thấy có cái câu, cái từ chỉ lời khuyên đó là Osusume itashimasu. Đúng không? Đó là gì đấy? Đó là chúng tôi khuyên, đúng chưa? Chúng tôi khuyên cái gì? Thì chúng ta phải đọc kỹ câu đấy đó thì chúng ta mới nắm được. Người ta khuyên như sau này. このままですと、急に電源が入らなくなる可能性がありますので、部品の交換をお勧めいたします。Nếu cứ để như thế này
Vậy thì chắc chắn nó sẽ liên quan đến câu trước nữa đúng không các bạn? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ phải xem câu trước nữa nhé. Đôi khi chúng ta không thể nào mà chọn nhanh ngay lập tức đâu. Đây. Chúng ta cùng xem luôn cái phần nội dung phía trước này. Dengen dengen bubun no buhin ni mo mondai ga ari. Setsudoku jōtai ga waruku natte iru koto ga wakarimashita. Đó là chúng tôi biết được rằng ấy, chúng tôi hiểu được rằng ấy, đó là ở cái bộ phận đúng nhỉ? Ở cái linh kiện liên quan đến nguồn điện nó có vấn đề và cái tình trạng kết nối nó đang không tốt. Đấy. Nếu cứ để như vậy, tức là nếu cứ để cái tình trạng như vậy thì kiêu nhị thì có khả năng này sẽ xảy ra tình trạng là nguồn điện sẽ bị mất đột ngột, sẽ không thể vào được một cách đột ngột. Nên là chúng tôi khuyên là hãy đổi linh kiện. Đấy. Linh kiện đây chính là linh kiện liên quan đến nguồn điện. Đúng chưa nhỉ? Liên quan đến nguồn điện nhá. Xong tiếp theo, ở dưới người ta bảo này, Sonobai. Trong trường hợp đó, Sonobai, Tsuika ryokin ga 2 man yen kakari, okaeshi wa 6 gatsu 10 ka iko ni narimasu. Trong trường hợp đó, tức là trong trường hợp mà quý vị sửa cái phần nguồn điện ấy, thì tiền tiền phải nộp thêm sẽ là 2 man và thời gian trả ấy, sẽ là từ ngày 10 tháng 6 trở đi. Đây. Và người ta nói tiếp là gì đấy? Người ta nói tiếp là đây liên quan đến nguồn điện nhá. Cái việc người ta sẽ làm này. Dengen no shuri o kibou sarenai ba ni wa yotei dori okaeshi dekimasu. Trường hợp mà quý vị không có nguyện vọng sửa nguồn điện ấy thì chúng tôi sẽ trả theo đúng cái dự định ban đầu. Còn có thể là cái đoạn văn này viết về việc là sửa một cái vấn đề gì đó khác, nhưng mà khi sửa người ta phát hiện thêm lỗi đúng nhỉ? Đấy, và lỗi đây là nguồn điện, và bây giờ người ta bảo là sẽ tốn thêm tiền đấy, thì và có thể là cái ngày nó cũng sẽ bị kéo dài ra đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta xem cái nội dung nào là phù hợp nhá. Câu số 1 này. Dengen no jōtai ga waruku naru kanōsei ga aru ga Gamen no shuri o suru ka dou ka. Đó là gì đây? Là có khả năng là trạng thái của nguồn điện ấy nó sẽ không tốt. Đấy. Thế nhưng mà hỏi xem là có sửa cái màn hình hay không? À, Gamen, các bạn thấy này, Gamen là người ta nói đến ngay ở đầu tiên nhá, là cái người khách hàng đưa cái máy tính xách tay này để sửa màn hình. Cho nên là không phải là người ta hỏi lại là có sửa màn hình hay không, mà là người ta hỏi là có sửa cái nguồn điện hay không. Đấy, nên câu 1 là sai ở cái chỗ này. Câu 2 này. Suica de ryokin to jikan ga kakaru ga dengen no shuri mo suru ka dou ka. Đó là gì đây? Sẽ mất thêm tiền và mất thêm thời gian. Vậy thì có sửa cái nguồn điện không? À, chúng ta thấy có vẻ là cái này đúng đúng không? Mất thêm tiền là ở đây người ta nói là bao nhiêu? 2 man này. Mất thêm thời gian là ban đầu là dự định là mùng 5 tháng 6, đây là mùng 10 tháng 6, vậy mất thêm thời gian. Còn hỏi là có sửa hay không thì người ta đang khuyên, mà người ta bảo là nếu như không mong đúng nhở, nếu quý khách không mong muốn sửa nguồn đấy thì người ta sẽ trả đúng lịch, mặc dù người ta không hỏi rõ ra là có sửa hay không đấy, nhưng mà chúng ta sẽ ngầm hiểu là người ta đang muốn khách phản hồi lại nhé, trả lời lại đấy. Như vậy là chúng ta sẽ có khả năng chọn hai. Các bạn đọc tiếp những câu còn lại nhé. Câu 3 này. Tsuika de ryokin ga kakaru ga dengen no shuri o 6 gatsu 5 日までに終えるかどうか. Sẽ mất thêm tiền, thế nhưng mà liệu rằng là có sửa xong nguồn điện trước ngày mùng 5 tháng 6 được không, cho đến ngày mùng 5 tháng 6 được không? À, chúng ta thấy là mùng 5 tháng 6 là sửa màn hình đúng không, còn sửa nguồn điện sẽ là mùng 10 tháng 6, nên là cái này bị loại về thời gian sai lệch nhá. Câu số 4 này. 6 月5日に画面と電源の修理は完了するが、いつ受け取りに来るか。Cái việc sửa nguồn điện và sửa màn hình ấy sẽ hoàn tất vào ngày mùng 5 tháng 6, và hỏi quý khách là khi nào đến lấy máy tính được. Đây là điều sai, bởi vì sao? Bởi vì cái xong vào ngày mùng 5 tháng 6 đó là sửa màn hình, còn nguồn điện là mùng 10 tháng 6. Và cũng không phải là người ta hỏi là khi nào đến lấy được. Vậy thì chốt lại chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là số 2 đúng nhỉ? Người ta liên hệ để nói rằng sẽ mất thêm tiền. Đấy, và sẽ phải đợi thêm thời gian.
Vậy thì quý khách có muốn sửa thêm cái nguồn điện bị lỗi phát sinh không? Chúng ta sẽ xem những cái phần còn lại để hiểu hơn nội dung của cái bài này nhá. Ikawa Pasukonshoku no tenkara okurarete kita meru de aru. Dưới đây là một cái email mà được gửi đến, đúng nhỉ? Được gửi đến từ một nhân viên của cửa hàng máy tính này. Kính gửi cô Takayama Kaori. Đấy. Đây là gì đây? Đây là PC Foresto Anishiyama tên no Koda, tên của nhân viên nhé, tên là Koda này, chi nhánh Nishiyama của công ty máy tính, cửa hàng máy tính PC Forest. Đây là chữ Forest, chữ rừng. À đây, người ta có viết ở dưới email này, nói chung là tên thôi. Và người ta nói là gì đây? Game no shuri no tame, runi sha se no notebook pasukon o azukari shite orimasu ga, kento à tenken shita tokoro. Người ta giới thiệu tình hình này. Azukaru là giữ nhá. Chúng tôi đang giữ cái máy tính xách tay, đúng nhỉ? Cái máy tính xách tay này là máy tính của công ty Runi sản xuất. Đấy, để chúng tôi sửa màn hình. Có nghĩa là sửa màn hình máy tính xách tay cho cái cô Kaori này. Đấy. Thế nhưng mà sau khi chúng tôi kiểm tra, ngữ pháp tokoro là sau khi làm A thì biết được điều gì đó đằng sau. Nhưng mà sau khi chúng tôi kiểm tra ấy, thì chúng tôi còn phát hiện ra là ở cái bộ phận nguồn điện nó cũng phát sinh vấn đề nữa. Và tình trạng hiện tại là kết nối nó đang không không tốt. Nếu cứ để vậy thì có khả năng là cái nguồn điện nó sẽ bị ngắt đột ngột. Nên là chúng tôi khuyên cô là hãy đổi cái linh kiện ở cái phần nguồn điện. Đấy. Và gì đây? Và trong trường hợp mà gì nhỉ? Trong trường hợp đó, trong trường hợp mà đồng ý là sửa đổi cái phần liên quan đến nguồn điện này ấy, thì tiền sửa thêm sẽ là 2 vạn yên, và chúng tôi sẽ trả từ ngày mùng 10 tháng 6 trở đi. Tiếp theo này, gì nhỉ? Cái việc sửa màn hình ấy sẽ hoàn tất vào ngày mùng 5 tháng 6. Nên là trường hợp quý khách không có nguyện vọng sửa nguồn thì chúng tôi sẽ trả theo đúng cái dự định ban đầu. Có nghĩa là chúng tôi liên hệ đấy, nhưng mà nếu mà quý khách không muốn sửa cái nguồn điện đấy thì chúng tôi cứ mùng 5 tháng 6 chúng tôi gửi quý khách cái máy tính, đúng không? Trả quý khách cái máy tính, quý khách đang sửa cái màn hình nhá. Isogashi tokoro kyoshuku desu ga go renaku o omachi shite orimasu. Có nghĩa là gì? Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này, thế nhưng mà rất là mong nhận được sự phản hồi từ quý khách. Chúng tôi đang chờ đợi cái sự liên lạc từ quý khách, đúng không? Đó, thì chúng ta sẽ lựa chọn hai nhé. Tiếp theo này, bài cuối cùng rồi, bài số 5. Câu số 5 này. Câu hỏi như sau. Ikiteru seidai ni taishite hisha ga iitai koto wa nani ka? Đó là điều tác giả muốn nói đối với cái seidai là thế hệ, đối với thế hệ đang sống là điều gì? Này. Tất nhiên lại nói đến nội dung của toàn bộ cái văn bản này chúng ta cũng lại phải đọc hết, đúng không? Chúng ta cùng xem người ta viết cái gì nhá. Yowai tachiba ni aru という点で未来の世代ほど弱いものはない。Đây là cấu trúc hô đồ nai này các bạn này, có nghĩa là không có gì như cái đối tượng đó. Đấy. Đây là không có gì yếu như cái đối tượng này. Chúng ta cùng xem. Thế đây là thế hệ, Tachiba là vị thế lập trường. Câu này là xét ở cái điểm, xét trên khía cạnh là nằm ở vị trí yếu thế ấy, thì không có cái thế hệ nào yếu thế như thế hệ tương lai. Đấy. Người ta viết là dài dòng vậy thôi, chúng ta hiểu là gì đây? Thế hệ tương lai là yếu thế nhất. Chắc chắn người ta sẽ có giải thích, đúng nhỉ? Thì các bạn thấy này, ngay câu đằng sau nó có cái giải thích. Nodakara là bởi vì đấy, tại sao người ta nói cái câu này? Nanishiro, donna ni hidoi koto o sarete mo, mada umarete inai seimei wa kōgi no koe o ageru koto mo dekinai no dakara. Là bởi vì này, câu khá là dài các bạn cứ tách về nhá. Là bởi vì temo một chỗ này, là bởi vì ấy. Suy cho cùng, nanishiro là bởi vì suy cho cùng ấy, dù có bị làm những cái điều tệ, đúng nhỉ? Hidoi koto làm những cái điều tồi tệ kinh khủng như thế nào đi chăng nữa, bị ai làm
chính là bị thế hệ hiện tại làm đấy, trong mối quan hệ tương quan giữa tương lai và hiện tại nha. Bởi vì cho dù có bị thế hệ hiện tại làm những điều kinh khủng tồi tệ như nào đi chăng nữa ấy, thì những cái sinh mệnh vẫn còn chưa ra đời, những cái sinh mệnh vẫn còn chưa chào đời, đúng nhỉ? Chính là cách nói khác của thế hệ tương lai. Đấy, họ làm sao? Họ không thể làm sao đấy? Họ không thể nào mà lên tiếng phản đối được. Hô ghi là Hán tự là kháng nghị, có nghĩa là phản đối hoặc là nổi giận, nổi cáu đấy. Đương nhiên rồi, đúng không nhỉ? Thế hệ tương lai nó còn chưa ra đời, làm sao nó phản đối được những cái gì mà thế hệ hiện tại đang làm? Câu khá là dài nhưng mà chúng ta sẽ dịch đơn giản nhá. Hai cái câu đầu tiên có nghĩa là gì nhỉ? Thế hệ tương lai là yếu thế nhất, bởi vì họ không thể nào lên tiếng phản đối. Tiếp theo, それを いいことに今生きている世代は未来の世代が生きていくための絶対条件となる環境を壊し、彼らが利用する分の資源まで使い果たそうとしている。câu khá là dài. Chúng ta có それを いいことに là ngữ pháp N1 có nghĩa là thừa cơ, nhân cơ hội lợi dụng cái điều đó. Đấy. Một số từ tương đối khó trong này chúng ta có từ đầu tiên là zettai joken này. Hán tự là điều kiện tuyệt đối nhưng mà người ta dịch là điều kiện cần thiết nhé. Kang kyo là môi trường, koa sự là phá hủy. Shigen là tài nguyên. Tsukai hatas có nghĩa là sử dụng hết, sử dụng đến cạn kiệt. Ở câu này tương đối dài chúng ta sẽ cùng xem chúng ta dịch như nào đây. Các bạn thấy này. Mà đầu tiên là lợi dụng cái điều đó, nhân cái cơ hội đó, thừa cơ đó, đúng không? Thì cái thế hệ đang sống hiện tại hay thậm chí có thể nói là chính chúng ta bây giờ đấy. Đây là chủ ngữ nha. Trước qua này. Thì họ làm sao? Các bạn thấy là một trường liệt kê các sự việc thì chúng ta tách về ở đây. Đấy. Nào. Lợi dụng cái điều đó, thừa cơ đó thì thế hệ đang sống hiện tại phá hủy cái môi trường, đúng nhỉ? Cái môi trường này là cái môi trường phần đằng trước sẽ là bổ nghĩa cho cái từ môi trường này. Cái môi trường đó ấy, là cái gì đây, là cái điều kiện cần thiết để cho thế hệ tương lai họ sinh sống đấy, có nghĩa là thế hệ hiện tại đang tàn phá cái môi trường mà sau này sẽ là cái điều kiện để thế hệ tương lai sống. Và thứ hai là gì đây, là thế hệ hiện tại ấy, đang cố gắng, ngữ pháp vô tốt sự là cố gắng đúng không, đang cố gắng sử dụng đến cạn kiệt đúng nhở, cái nguồn tài nguyên thiên nhiên là cái phần mà Carrera. Carrera đây là ai? Carrera đây chính là thế hệ tương lai nhá. Đấy, chính là thế hệ tương lai người ta sẽ gì nhở, sử dụng sau này, có nghĩa là gì, tài nguyên không phải thuộc về riêng ai đúng không, có thể nói là nó công bằng cho thế hệ hiện tại và tương lai, nhưng mà bây giờ thế hệ hiện tại đang dùng đến cả phần của thế hệ tương lai mất rồi, thế hệ tương lai sau này sẽ không có. Và khi xảy ra tình trạng như vậy ấy, đấy, chúng ta hiểu rằng là toàn bộ cái đoạn dài dài này người ta nói rằng là thế hệ hiện tại đúng không, đang làm những việc ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Và còn câu cuối cùng chốt lại nhá, thì tay これ以上 phe no seishin ni han することがあるだろうか. Ở đây chúng ta có từ itai có nghĩa là rốt cuộc đúng nhỉ? Fair là công bằng. Câu cuối này người ta đặt ra một câu hỏi là gì đây nhỉ? À, vậy thì rốt cuộc liệu còn điều gì có thể trái ngược lại, đi ngược lại với cái tinh thần công bằng hơn cái điều này đây? Đấy, điều này là điều gì? Điều này chính là điều mà thế hệ hiện tại ấy, đang gì đây? Đang làm với thế hệ tương lai. Nó gì nhỉ? Nó mang tính chất là không hợp lý, không công bằng, không fair play nhá. Thì đó là những gì mà cái bài này nó thể hiện. Bây giờ chúng ta sẽ xem nội dung nào, nội dung chính xác này. Câu 1. 今生きている世代が上げている反対や怒りの声を聞くべきだ。Đó là nên lắng nghe những cái tiếng phản đối hoặc là giận dữ mà cái thế hệ sống hiện tại đang đưa ra. Cái đưa ra này nó không nói đến thế hệ hiện tại mà đang nói đến thế hệ tương lai, cũng không bảo là hãy lắng nghe. Câu này là câu sai. Bài này phải là bài viết về cái mối quan hệ giữa thế hệ hiện tại và thế hệ tương lai, cho nên là câu 1 là không nhắc gì đến thế hệ tương lai là sai rồi. Câu số 2. 今生きている世代にも声が上げられない人がいることを認めるべきだ。
đó là nên công nhận, nên thừa nhận một cái việc, một cái điều là, lại cũng không thấy nhắc đến thế hệ tương lai đâu đúng không, vậy khả năng đây cũng sẽ là sai. Nên thừa nhận một điều là trong thế hệ đang sống hiện tại ấy, có những người họ không thể nào lên tiếng, không thể nào cất tiếng nói. Cái mà không thể cất tiếng nói đấy là nói về thế hệ tương lai, không phải là thế hệ hiện tại. Loại nha. Câu số 3 này. Mirai no serai ga ikiteiku tameni hitsuyou na shigen wo mitsukeru beki da. Để thế hệ tương lai có thể tiếp tục sống, có thể tiếp tục tồn tại, thì nên tìm ra những nguồn tài nguyên cần thiết. Đây là câu sai. Bởi vì sao? Ở bài này không có chỗ nào nói là tìm ra những nguồn tài nguyên cần thiết. Đấy. Nên chúng ta sẽ không chọn 3. Nhưng mà nhiều bạn sẽ nghĩ là rõ ràng là ở trên bài nói là thế hệ hiện tại đang dùng đến cả phần của thế hệ tương lai. Đấy. Thì sẽ phải như thế này. Nhưng mà đấy là suy diễn nhé. Chúng ta sẽ không chọn được 3. Còn 4 này. Koe o agerarenai mirai no serai no koto o kangae kodo aratameru beki da. Đó là gì nhỉ? Đó là nên suy nghĩ đến thế hệ tương lai. Đấy, cái thế hệ mà nó chưa thể nào nó cất tiếng nói, nó đưa ra tiếng nói được, và nên thay đổi cái hành động của bản thân. À, đó là đúng, ta là 4, đúng nhỉ? Vậy thì nhiều bạn cũng sẽ nói là đâu có chỗ nào nói là nên suy nghĩ và nên thay đổi hành động đâu. Mặc dù người ta không nói rõ là nên suy nghĩ hay là nên thay đổi ấy, nhưng mà các bạn hãy hiểu trong cái nội dung của cái bài này, người ta đang gì đây? Người ta nói rằng thế hệ hiện tại ấy đang làm những việc ảnh hưởng đến thế hệ tương lai, đúng không? Và điều đó nó trái với lại tinh thần công bằng, thì chúng ta có thể ngầm hiểu rằng là người ta đang phê phán và nhắc là thế hệ hiện tại hãy xem lại mình, hãy xem lại cách suy nghĩ, hãy xem lại hành động của mình. Thì phù hợp nhất là 4 nhá. Đây là cái việc mà chúng ta suy luận từ cái nội dung của bài, chứ không phải là chúng ta suy diễn. Suy diễn là 3. Chọn 3 mới là suy diễn các bạn ạ. Người ta không hề nói là hãy tìm ra nguồn tài nguyên cần thiết, mà có thể người ta nói là chúng ta hãy biết nghĩ một chút, có thể là sử dụng không quá mức như thế, chứ không hề nói đến cái việc là tìm ra, chưa? Đấy, thì chúng ta hãy để ý kỹ những cái điều này để có thể làm được bài một cách tốt nhất nhá. Thì hy vọng là cái video này cũng sẽ giúp các bạn phần nào trong việc làm bài đọc hiểu. Thì trong thời gian tới thì nếu mà thu xếp được thời gian ấy, thì CC sẽ làm một số video chữa một số cái bài khác trong đề thi. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ các video trên kênh của Ánh CC. Và bạn nào có nhu cầu tham gia các khóa học online tương tác trực tiếp thì có thể liên hệ với CC. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn.